rượu nè. Mưa hả? Trời mưa thịt nè. Rồi chơi thôi chứ sợ gì nữa. Mưa nó chỉ là mưa thôi. Mà mưa thì nó sẽ dẫn đến cái việc là áo mưa nó bay phập phồng nó là nghe lột sột. Ok. Chúc mừng. Hết năm ăn hại. Chuẩn bị qua năm ăn bám, ăn ké, ăn không hại. Xin chào đồng bào đến với giật cục xô, ý quên mắc mệt xô. Và bây giờ là intro. Đây là cái đống củi hồi nãy đi lụm giữa đường. Đây là con dao 15.000. Rất là đẹp. Mà để vệ sinh con dao này thì đốt nó chứ sao. Giờ kiếm cái đồ đốt ta. Cái gì đốt ta? Không thể lấy xăng được, xăng là để chạy xe. À, có được lực rác đốt. Hồi nãy đến rồi, bày đồ ra hết rồi, sẽ đắp máy móc hết rồi. Cái tự nhiên nó mưa. Buồn ghê, cứ ngồi, mình quyết định mình ngồi mình chờ. Mình xem tình hình thời tiết như thế nào. Cái xong rồi mình sẽ chơi. À, con dao 15.000, đẹp lắm, cho coi nè. Rồi thì mình sẽ cầm. Từng có thò gạch lên núi nữa, trời ơi là trời. Xong cả cái cọc. Nếu như trong một cuộc chơi mình cứ sợ hãi rồi so bị sợ đo tính toán thì làm sao mà chơi được, và cuối cùng mình vẫn phải chơi và trời nó lại mưa. Khi mà vừa mới xét máy ra thì nó lại mưa, và đóng máy lại thì nó lại hết mưa. Bà nội chán ghê, bây giờ đóng máy ok và lửa đã cháy, trời đã mưa. Bye bye, và hẹn gặp lại ở clip sau. Ở đây là check mic. Trời đã hết mưa rồi và ngồi cái gần quá cái mặt bự chà bá luôn. Trời hết mưa mình lại chơi và rượu nè. Mưa hả? Trời mưa thịt nè. Rồi chơi thôi chứ sợ gì nữa. Mưa nó chỉ là mưa thôi. Mà mưa thì nó sẽ dẫn đến cái việc là áo mưa nó bay phập phồng nó là nghe lột sột. Thôi ráng rồi sao giờ. Chơi mà. À có cách rồi. Nhưng mà nó cũng nghe lột sột à. Chạy đây, chạy thôi. Giờ là mình sẽ bỏ cục thịt lên. Nhiều lúc đó, cần sạch sẽ một xíu nhưng mà thôi kệ mẹ, sợ đâu. Sợ gì, chơi mà sợ à. Đây, kêu than vô thôi, chơi thôi. Một cái cục than bự chà bá lửa. Vô mày, chơi mà. Đây thực sự nó không phải là đối diện với sự thật hay là cái gì nó ghê gớm, nó to tát, nó lớn lao cả. Đây là những gì mình thích. Khi mà mình thích thì bất cứ giá nào mình cũng sẽ phải làm. Và bây giờ là mình sẽ gom cái đống này lại. Oh shit, nó vô đây cháy cái cọc của tao, con quỷ. Đi ra. Và hôm nay cũng không có chó, không có gà, không có chim, không có bếp lò. Đây chỉ có mưa là một ngọn đồi, đây là đồi Đa Phú. Đây mình ăn uống hơi dơ, anh em. Mình thích là được, nó khén giờ nó giống như dê.
để sống trong lòng người khác thì nó rất là khó, nhưng mà để người ta ghét thì nó rất là dễ. Và mình đã thành công khi làm một số người ghét và sạp lại, bớt đi một số phiền muộn. Nhưng mà mày phải chạy, mình thấy là không được. Người ta mặc đồ đẹp làm YouTube, làm travel, đồ làm vlog travel, travel vlog đồ. Mình thì áo mưa, mình chơi trò chơi. Khi mà nhắc đến đó thì nhắc đến những cái câu chuyện không giống ai. Và cách ăn mặc cũng không giống ai, và cái không gian quay cũng không giống ai. Rồi không biết có mưa to hơn, bây giờ nó cứ lấp hết, lấp hết, lấp hết. À, tóc bữa nay một dài và đẹp. Má nó cái gì? À, một lần hết. Đấy, thì mình sẽ nướng chín phần nào mình ăn phần đó thôi. Hôm nay thì kinh tế vi trùng vi khuẩn chết hết. Đấy, cho cứt dê vô, đây là cứt dê. Cho mắt kén xay ra thôi. Gà rượu. Á, đá hoài. Thực sự là mình không thích đám đông cho lắm. Những cuộc chơi là cái gì đó đông người quá ồn lắm. Mình thích ngồi một mình thôi. Cái này cũng không phải là thuận theo tự nhiên gì cả, mà chỉ đơn giản là mình thích như vậy. Mình thích thôi, còn tự nhiên, thuận theo tự nhiên được thì rất là khó. Cứ mình thích gì thì mình làm nấy thôi. Đặt ra quy tắc làm gì khi không thực hiện được nó rồi lại thôi, thế nên không có cái quy tắc gì đây hết đó. Quy tắc là thích thì chơi, không thích thì không chơi, thế thôi. Chứ bây giờ để mà lên plan được, mà ra đây mà ngồi mà làm vlog được á, với bao nhiêu tiền hôm nay thôi, với một mình và số tiền có hạn ở mức giới hạn khủng khiếp luôn. Mình không nói số tiền ở đây ha. Không có plan nào chạy nổi cái event này đâu. À, bây giờ là chính hết rồi đó, chỉ mong là nó cái kiểu bữa là cho nó nóng thôi. Khi mà người ta đi cắm trại tôi không biết nha, tôi đi cắm trại là chỉ có nhiêu đây thôi, cùng lắm ra mua miếng bạt phơi cà phê có 15.000 mét, bước 3 mét đụt dần lên mũi ba cháy bỏ chét luôn. Lạnh, mặc áo mưa áo ấm mền em tháng mà sợ gì. Đốt một đống lửa, không phải đốt đống lửa để sưởi, mà đốt đống lửa để rắn rít nó khỏi bò vô. Thế nên mình không phải là con mồi của rắn. Ngon quá. Nóng quá. Chút đi cắn mực. Cho coi miếng thịt nè. Đấy. Phải xô miếng thịt ra. Nó như ông ta mập. Phải xô miếng thịt ra mà cứ xô. Đấy. Nước focus rồi ra. Focus chưa? Cắt rồi. Ok, bây giờ là thịt hết rồi. Và bây giờ bye bye và hẹn gặp lại ở tập sau. Tập sau làm gì không ai biết đâu. Nhớ cái này tôi không có kêu gọi donate nha. Tôi chỉ kêu gọi là ai thích thì coi, mà không thích thì coi.